Dạ, em xin chào tất cả các ngân thủ ạ. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Video này là số 393 ngày 6 tháng 12. Video này vẫn có một lô máy cầu đứng nhá, máy cầu đứng. Size từ hôm nay là size 1.000 đến tặng là 10.000 nhá. Đấy, 80.000 luôn, có cốt truyện được bên trên nè. Hôm nay có các dòng Daiwa Shimano. Daiwa nhá, Daiwa đa số Daiwa là nhiều và Olympic nè, có một con Diamond bên trên nhá. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi máy là 30k nhé. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh ạ. Và bên em có ship có toàn quốc, anh nhận hàng được kiểm tra nhé. Máy hôm nay là máy carbon với máy nhôm và tay quay đổi được trái phải nhé. Có hai con máy cổ và một con máy Shimano thì tay quay bên phải này. Ba con thôi. Rồi. Đầu tiên nhá, đây một con máy sáng đẹp nè. Con này size thực là tầm là 1.500 đến 2.000 thôi nhá. Con này thuộc bản Kodia số Nhật, Long Scott GS70. Số cước số 3, 100, số 4 là 70. Mô pin là mô pin sống nhá. Đây, rồi, mô pin sống nè. Lưỡi gạt kêu đầy đủ nhá. Máy là thằng carbon cho mình. Ngoại hình con này sáng lắm. Gạt cước đây. Nhạy. Lăn cước nè. Nó bị lem lem cái màu thôi các anh nhá. Nó cũng còn mượt cho mình. Và tay quay thì đổi được trái phải rồi. Một chiều chốt chặn đây. Quay mượt mà nhá. Có máy này bạn đời của Korea xuất Nhật. Mã số 1 giá 170k. Mã số 1 giá 170. Mã số 2 là một con máy dạng cổ cho mình nhá. Con này là con máy Nhật nè. Con Diamond Ranger Top. Tiger Ring Top size thực là 3.000. Hàng nội đi Nhật luôn. Này cái cối này rất sáng đẹp. Mô pin là mô pin sống rồi. Mô pin sống nha. Cài cứu đây. Con máy này thì chỉ có bên tay phải. Máy đời máy như máy cổ nha. Chỉ bên tay phải. Này, làm cứu sáng đẹp luôn. Ngoại hình đây. Tay quay thì siết cốt nha. Tay quay chỉ một tay bên phải. Chỉ một bên phải ra nha. Đây nó quay ok nè. Rồi, mã máy mã số 2 giá 150k. Mã số 2 giá 150. Mã số 3 là một con Shimano nhé. Một hãng Shimano Titanus SS1000. Con này là bản Kodia xuất Nhật. Size thực của máy là size tầm 2.000 nhé. Tầm 2.000. Toàn thân là carbon, mô pin sống. Gạt cước đây. Nhảy nè, rất nhảy luôn. Lăn cước sáng bóng. Tay quay đổi được trái phải. Một chiều chốt chặn đây. Tay quay sáng luôn. Ok nha. Đấy. Hai chiều nè. Shimano ạ. Đây. Số cước của máy số 3 là 110. Số 4 là 90 mét. Mã số 3 giá 190. Mã số 3 nhé. 190k. Mã số 4 ạ, vẫn là một con nè. Tomorrow SS 1000 Titanus nhá, con này Shimano luôn. Cũng là bản Kodia. Giá tiêu của máy có ghi sẵn là 420. 420 nhá. Số cước số 3 110, số 4 cũng là 90. Size thì cũng tầm 1500 đến 2000 nhá. Đây cước nè. Đang cước nè, sáng nè. Tay quay đổi được trái phải, tay quay cũng là kim loại. Một chiều chốt chặn đây. Đấy, quay chắc chắn nha. Mã số máy, mã số 4 giá 180k. Mã số 4 giá 180. Mã 5 là một bản Kodia xuất Nhật nha. Con này là Luther 700 của hãng Mastak nè. Con này size thực là 2.000 lận. Cối hợp kim, giá tiêu cao 5.3. Có thể đánh luôn nha. Và đây. Thông số cước của nó là 0.30 là 100m nha. 0.30 100m. Đây. Ở đây đây, nó ghi nè. Số 2 110, số 3 là 75 nha. Đấy. Size thực là 2.000 cho mày. Bên trên nấm keo nè. Mô pin sống. Cối hợp kim. Gạt cước đây, rất nhạy. Lăn cước to, trọ, mượt. Tay quay đổi được trái phải. Tay quay bằng kim loại nha. Đấy.
Quay nhẹ mượt luôn nha. Mã số mấy? Mã số 5 giá 220k. Mã số 5 giá 220. Size 2000 ạ. Mã số 6 size 1005 nè. Con top spin 1000. Size thực tầm 1005 nhá. Đây. Số cứ của máy thì số tầm là số 0.30 là 80m nha. Tay quay đổi trái phải được. Kẹp okay, cứu đây. Mô pin thì sống rồi, đây, mô pin sống rồi. Anh có thể dòng cá thoải mái. Đăng cước sáng đẹp. 1 triệu chốt chặn đây. Con này thuộc bản Korea xuất Nhật ạ. À. Top spin 1000 nhá. Đấy, quay nhẹ mượt. Đánh cá nhỏ ra nha, đánh cá nhỏ tầm 2-3 kg đồ lại ok nè. Máy mã số 6 giá 160k. Mã số 6 giá 160. Mã số 7 là một bạn China xuất Nhật. Đây, con này còn sáng nè, có vài điểm nhỏ xíu thôi. Đấy, còn sáng lắm. Con này chạy một bạch đạn và có tên là Femo 3000. Giá tiêu cao 5.2. Con này size thực cao ra nhá. Size thực của nó là tầm 4000 cho mình lận, 4000 luôn nhá. Trên 4000 có thể. Xuất cước số 3.5 150, số 4 là 130. Bạn China xuất Nhật, cối nhựa. Bên trên đấm keo nè. Cạc cước nè, chắc nhảy luôn. Lăng cước sáng đẹp luôn. Chắc bóng. Tay quay đổi được trái phải. Một chiều chốt chặn này. Rất đẹp nha. Con máy. Chạy một bạch đạn à. Size trên 4000 nha. Mã máy mã số 7 giá 180k. Mã số 7 giá 180. Mã số 8 là một con Nerai 3000 chạy một bạch đạn luôn. Con này bạn China xuất Nhật. Số cước số 3 130, số 4 là 110. Giá tiêu cao 5.1 có thể đánh lưu luôn nha. À, cối nhựa. Đây, cối nhựa nha. Đặt cứu đây, đắt nhảy nè. Tăng cước nè, mượt luôn. Tay quay đổi được trái phải. Một chiều chốt chặn. Size máy là size 3000. Rồi con này thì nó cấu tạo của nó là chỉ có một chiều chốt chặn nhé. Hai chiều thì không có dùng qua đâu các anh nhé. Khi các anh nào câu thì cũng biết rồi. Hai chiều mình đâu có dùng qua đâu. Chỉ có xạ nè. Xạ nè. Đấy, mô pin sống, dòng cá đầy đủ. Một chiều chốt chặn, câu cá. Mã số 8 giá 160. Mã số 8 giá 160k nhé. Mã số 9. KX900. Con này chạy bom building. KX900 con này số cước số 3 220, số 4 150, số 5 là 120. Size thực của máy là 4-5 nghìn. Thuộc bản Korea xuất Nhật luôn con này. Toàn thân carbon. Radio của nó cao 5.4 luôn. Cũng có thể đánh lưu luôn nhá. Đánh lưu lóc. Con này hạng Olympic. Gạt cứu đây. Này nè. Ngoại hình của nó ở đây. Chóc tí xíu. Lăn cước nè. Lăn cước còn mượt luôn. Lăn cước còn mượt nhá. Ốc vít cũng còn đẹp. Rồi con này tay quay kim loại ra nhá. Đây. Rất mượt. Sai được tầm 4.000 đến 5.000. Mã máy mã số 9 giá 220k. Mã số 9 giá 220. Mã số 10 là một con Crossover nhé. Crossover. Con này thuộc bản China xuất Nhật luôn. Giá tiêu cũ nó cũng cao 4.9 luôn nhé. Chạy bon building. Số cước số 4 215, số 5 107, số 6 103. Cối là cối nhựa nè. Mô pin sống. Đây. Cạc cước đây. Tốt luôn. Lăng cước sáng nè. Cũng ok. Cũng còn sáng, cũng mượt. Tay quay đổi trái phải nha. Size thực của máy là 5.000. Đấy. 4-5.000 nha. Size 4-5.000. Con này quay đắt mượt. Rồi, mã máy mã số 10 giá 120k. Mã số 10 giá 120. Mã 11 là một con Kodia xuất Nhật nhé. Con này là một con của hãng Tate Enjoy ZH T40 chạy bom pin luôn nè. Cối của nó là cối hợp kim, cối inox nè. Giá tiêu là 5.4, rất cao. 5.4 nha, đây nấm bên trên keo nè. Đấy, mô pin sống nè. Số cứ của máy số 0.40 là 100m nha. Size thực là tầm là 4-5 nghìn luôn. Con này 4 nghìn nha. Sẽ là 4 nghìn. Thân của nó rất là chắc chắn.
gạch cứu đây, đất nhảy, đăng cước sáng đẹp to, tay quay đổi được trái phải nhá, và tay quay lạc làm bằng kim loại. Đây. Rồi, mã số 11 giá 250k, mã 11 giá 250. Con tiếp theo là một con DOB nhá, DOB CX2, đã tiêu là 3.4. Size máy là size 3000 cho mình. Xuất cước số 32, số 4 là 130. Con này là hàng nội địa Nhật luôn nhá. Gạch cứu đây, nhảy nè. Toàn thân là hợp kim luôn. Tay quay đổi được trái phải. Giá tiêu 3.4. Đây, 1 triệu chốt chặn. Con này cũng có thể câu đơn ngâm lăng xe rồi nhá. Đơn ngâm lăng xe rồi. Quay nhẹ cho mà. Tay quay thì chắc. Tay quay làm bằng kim loại nhá. Hợp kim nguyên khối, mã số 12 giá 220k. Mã 12 giá 220. 13 là một con Long Caster GS1000. Con này giá tiêu cao 5.2, chạy bon bizin luôn. Hãng bản Kodia xuất Nhật nhé. Toàn thân là carbon, mô bi sống. Xuất cước số 3 100, số 4 70, size thực là 2000. Gạt cước đây. Size thực của máy 2000 nhé. Làn cước nè. Còn mượt nè. Tay quay đổi được trái phải. Tay quay làm bằng kim loại nhé. Đấy. Đấy. Hai chiều. Không tiếng xào lắc nha. Size thực của máy là 2000. Mã số 13 giá 220k. Mã 13 giá 220. Mã 14 là một con máy nhỏ. Máy nhỏ bạo lực nha. Đây có Olympic CV700S. Size thực 700. Chỉ có 700 thôi nhé. Hàng nội địa Nhật Bản, toàn thân hợp kim luôn. Mô bi sống nè. Mô bi sống nha. Số cước số 2 107, số 3 là 115. Cài cứu đây. Chắc nhảy. Máy mini nhá. Lăng cước sáng đẹp. Tay quay đổi được trái phải. Một chiều chốt chặn. Đấy. Con này về cái bảo dưỡng thêm dầu vô nhá. Ngoại hình nó còn sáng nè. Đấy, ngoại hình máy đây. Đấy. Rồi, ốc vít còn sáng đẹp luôn. Mã số 14 giá 220. Mã 14 giá 220k. Mã 15 là một con của hãng siêu xa EF50B. Con này dòng Long Cát nha. Rồi xuất cước của máy là số 6 là 100, số 8 là 80m nha. Bản Kodia xuất Nhật. Còn thân carbon nè, gạt cứu đây, nhảy nè, rất nhảy luôn. Đăng cước sáng nè, tay quay thì có để đổi trái phải nhá. Size con này là size tầm 3.500-4.000 nhá. Tầm đó, 3.500-4.000 cho mình. Đấy. Ốc vít cũng còn sáng. Mã số 15 giá 180k. Mã 15 giá 180. Mã 16 là một con máy đời cổ ạ. À. Đây, con này Olympic New Spark 80, chạy bon bizin. Tay quay chỉ một tay bên phải nè, ngoại hình nè. Đấy. Để dính đắt tí xíu, không sao. Mô bin là mô bin sống rồi, à, mô bin sống rồi. Size thực của máy là 3000 nhá, size thực 3000, gạt cước nè. Đấy. Này. Nguyên bản hết luôn, con này. Ngoại hình cũng còn ok. Rồi, một chiều chốt chặn nè. Đó, quay nhẹ tên luôn coi nhá. Đấy. Quay rất nhẹ. Size 3000 nhá, mã 16 giá 190k. Mã 16 giá 190. Mã 17 là một con Shimano Z02. Con này thì hàng nội địa Nhật luôn nhá. Con này tay quay chỉ có bên phải thôi. Hàng nội địa Nhật nè, đây, made in Japan. Tay quay chỉ một bên phải. Số cước của máy số 4 là 210, số 5 160, số 6 103, số 7 là 110. Size thực máy là size 5000 đến 6000 nhá. Con này size 5 đến 6000. Rất tuyệt. Máy nhôm. Đấy. Chỉ có một bên tay phải ra nhá, con này. Shimano Nhật Bản ạ. À. Giá tiêu của máy nhá là 3.4. Đấy, gạt cước thì sáng rồi, nhảy tốt luôn. Rất tuyệt. Rồi, mã 17 giá 200. Mã 17 nhé, giá 200k.
18 là một con Daiwa Spinner ST850, hàng nội địa Nhật, size thực 4-5 nghìn. Đây, đợi em tí nha. Rồi, đây các anh nha. Mô pin là mô pin sống, xúc cứ của máy số 4 150, số 5 120, số 6 là 100. À, lưỡi gạt kêu đầy đủ. Gạt cước đây. Tốt. Lăn cước sáng đẹp. Lăn sáng luôn. Chắc bóng. Tay quay thì có thể độ trái phải nha. Một chiều chốt chặn đây. Ngoại hình con này còn sáng nè. Con này nhẹ nè, quay mượt nè. Đấy. Đấy, con đây qua Nhật này quay ok nha. Mã máy mã số 18 giá 300k. Mã 18 giá 300k. Và rồi con tiếp theo ạ. Một con của hãng Shimano nhé. Shimano Dot 20. Tay quay có thể độ trái phải luôn nè. Và con này là hàng nội địa Nhật nhé. Cối là cối nhựa. Mô pin sống. Mô pin sống nhé. Cái gác cước của nó rất là to. Và tay quay độ trái phải. Size con này là size 5.000. Gạt cước đây. Rất nhạy. Lăn cước sáng đẹp. Một chiều chốt chặn. Đấy. Nó quay nhẹ nhá, quay nó quay cũng nhẹ cho mình. Các anh về các anh bảo dưỡng thêm dầu vô giúp em. Con này thì nó lâu quá. Quay nhiều thì nó ok cho mình. Đây, mã máy mã số 20 giá 350k. Mã 20 giá 350. 21 là một con to nè. Con này bản Korea xuất Nhật nhá. Dynamic Aero DA70 chạy bom bidin, ratio là 4.1. Size thực của máy là size 6-7 nghìn, size to lận nhá, size này to cho mình. Đây, chạy là một bom bidin nhá. Xuất cước của máy là số ghi hình như đây là số 10 là 104, số 12 là 95m nhá. Đây. Và toàn thân của nó là carbon, tay quay của nó là kim loại luôn. Này, rất tuyệt. Bộ pin sống lưỡi gà kêu đầy đủ. Và cứu đây, nhảy. Máy to nha, lăn cứu sáng đẹp nè. Rồi con này đánh lục hoàn hảo luôn nha. Đánh lục đánh biển, bạc bãi biển nè. Tay quay, rất mượt. Hai chiều đầy đủ luôn nha. Không sao lắc à. Mã máy mã 21 giá con này là 320k. Mã 21 giá 320. Mã 22 là một con máy nhôm. Con này Olympic Lesco 300VO. Đây. Hàng nội địa Nhật. Con này trọng lượng của nó là 525g. Radio là 4.7 nha. Xuất cước số 6 220. Số 8 là 1720. Size thực của máy là size 7.000 nha. Size to này, size bằng con kilo. Mô pin là mô pin sống rồi. Đây, cái máy lâu quá. Nó sẽ sử dụng qua nó sẽ cứng. Rồi, mô pin sống nha. Đây, để cứu đây nha. Đây. Đây, ở đây thì họ có chế lại nha. Cho nên ở đây nó gạt này, xuống cái phần này nè. Nó hơi cứng một tí nè. Ở đây họ chế lại cái ốp. Anh nào có ốp các anh làm lại hoặc là các anh chế lại giúp em nha. Ở đây cái lò xo nó bật rất là mạnh. Đây, lò xo bật rất là mạnh. Đây. Rồi, tay quay đổi được trái phải. Một chiều chốt chặn. Con này hoạt động bên trong thì rất là ok. Đấy. Mã số 22 giá con này là 320k nhé. Mã 22 giá 320. Rồi con tiếp theo các anh nhá. Đây vẫn là một con Lesco 300 luôn. Con này cũng là vậy. Mô pin là mô pin sống rồi. Xuất cước của máy số 6 là 220, số 8 là 120. Trọng lượng là 525g, trả tiêu là 4.7, hàng nội địa Nhật luôn. Gạt cước đây. Gạt cước nhảy nha. Đấy, có đầy đủ nè, lăn cước sáng đẹp, tay quay độ trái phải. Một chiều chốt chặn đây. Con Olympic Lego này thì nó quay rất mượt. Rồi, mã máy mã số 21, giá con này là 350k. Mã 21 giá 350. Size thực là 7-8 nghìn nhá, size thực tầm 7.000. 7.000 nhá. Mã 20 con này mã 24. Mã 24 nhá, giá 350k. Mã 25.
là một con Daiwa MG3000 Sportline chạy hai bạc trạng. Này rất tuyệt nhá, cổ nó rất to. Tay quay đổi được trái phải, hàng nội địa Nhật. Mô pin sống ra nhá. Đây, điểm cả tốt cho mình. Đây, mô pin sống nhá. Số cước số 4 400, số 5 320, số 6 260, số 7 là 210m ạ. À. Sai thực cũng vậy luôn, sai sai thực này sai thực 7-8.000 nhá. Này quay rất mượt. Đánh bạo lực cho mình. Câu lực câu biển đều được nhá. Tay quay đổi được trái phải. Đây, kẹt cước nè. Lăn cước nè. Đấy, ở đây nó có bị muối thôi nhưng mà con lăn nó sáng nha. Đấy, nó không vệ sinh, lăn nó còn dùng ok nè. Mượt luôn. Rồi, mã 25 giá là 390k. Mã 25 giá 390. Mã 26. Một con Daiwa Spotlight GS1000 nha. Con này chạy bom bidin. Hàng nội địa Nhật Bản. Cối là cối hợp kim ạ. À. Cối của máy là hợp kim nha. Đây. Và radio con này thì mô pin là mô pin sống rồi, lưỡi gạt kêu đầy đủ. Đây. Số cước của máy là số 5 160, số 6 150, số 7 là 120. Size thực là 5 đến 6000 con này, size 5 đến 6000 nha. Cối hợp kim nè, lẫy gạt cước rồi. Đấy. Gạt cước đầy đủ luôn, gạt cước thì tốt này, rất nhạt, rất mạnh luôn nhé. Lăn cước to sáng đẹp, tay quay đổi được trái phải, con này rất tuyệt anh nhé. Tay quay kim loại, tay cầm núm gỗ, đây ngoại hình, chắc ok, một chiều chốt trận đây. À, con này không có một tiếng, không có tiếng kêu luôn nhé, cũng không có tiếng kêu cho anh nào thích hợp, không có thích nghe tiếng ồn này, đây rất tuyệt. Size 5 đến 6.000, con này câu rất là bạo lực. Thân chắc chắn, tay cầm chắc chắn tất cả. Mã số 26 giá 370k. Mã 26 giá 370. Mã 27 là một con của hãng Shimano nhé. Shimano Dust 50, chạy hai bạch đạn. Con này tay quay đổi được trái phải. Size to, size 7 đến 8.000. Con này size to nhé, cối nó to luôn. Cối hợp kim luôn nè, hợp kim nhé. Cài cước đây, nhảy nè. Đấy, lăn cước sáng đẹp. Đây, ngoại hình đây. Tay quay đổi trái phải, con này là hàng nội địa Nhật rồi. Một chiều chốt trận đây. Shimano nha. Đấy, hai chiều. Rồi, mã số 27 giá 350k. Mã 27 giá 350, size 7 đến 8.000. Tiếp theo mã 28 nhá, Daiwa Aino 3, con này hợp kim nguyên khối luôn. Size con này là 6.000 nhá, size to 6.000, hàng nội địa Nhật. Kẹt cước đây, tốt nè. Đấy, cối là cối hợp kim nhá, cối inox, bộ pin sống nè, đầy đủ luôn. Lăn cước sáng đẹp, to rõ, tay quay đổi được trái phải. Này, quay rất tốt, bạo lực luôn. Con này ok nhá. Đấy, con này thêm dầu vô thì nó mượt thêm cho nhá. Tình trạng của máy là như vậy. Đây. 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 Máy to, mã số 28 giá là 330. Mã 28 giá 330k. Mã 29 là một con Diamond nha. Con Diamond này thuộc bảng Kodia xuất Nhật. Đây, Diamond Checker Silver chạy 3 bạc trạng. Ốc vít của nó là bằng màu vàng gold, ratio là 5.1, đặc biệt luôn, có sẵn dây UBE luôn nha. Nè. Còn tốt luôn nè, cối là cối hợp kim, chạy ba bạch đạn ạ. À. Số cước số 4 là 200, số 5 150, size thực 4 đến 5.000 nha. Nấm bên trên thì kêu nè, có thông số đầy đủ luôn, rất đẹp, đời đắt nè. Cạc cước đây, nhạy nè, rất nhạy luôn, lăn cước sáng đẹp, tay quay đổi được trái phải, rất tuyệt con này. Tay quay kim loại, tay cầm đúng gỗ, một chiều chốt chậm. Quay mực mà, ai chịu. Đấy, máy rất ok nhá. Nấm đầy đủ, đổi trái phải được nhá. Mã số 29 giá 370k. Mã 29 giá 370. Con Diamond nè. Đấy. Tiếp theo mã 30. Một con của hãng Siêu Sa
ET3070, giá tiêu là 3.5. Con này là bản Kodia xuất Nhật nhá. Con này bản đời tốt cho mày. Rồi, một pin sóng nè. Con này thì số cước của máy là số 8 là 240, số 10 là 200, số 4 là 140, số 18 là 100m. Con này size rất to, con này size 10.000 nhá. Đấy, cối hợp kim luôn nè, cối hợp kim. Thân hợp kim nguyên khối luôn. Và gạt cứu đây. Tốt nha. Lăng cước sáng đẹp. Con này đặc biệt nhá, tay quay siết cốt. Cánh quay ngược lại thì sẽ gặp được tay quay nhá, nó sẽ lỏng ra. Quay theo chiều là nó sẽ cứng. Đây, đổi tay trái phải được. Rất tuyệt. Siêu xa nhá. Size 10.000. Quay mượt mà, nhẹ tinh luôn. Này. Size 10.000 nhá. Số cước vào rất là nhiều. Mã số máy, mã số 30 giá 390k. Mã 30 giá 390. Mã 31 là một con Daiwa Silver Line 4.000 chạy bom pin. Con này size to, size 10 12.000 là. Đây. Số cước số 8 255, số 10 205, số 12 175. Size thân 10 12.000 là, con này 12.000 là. Cối là hợp kim này, size rất to, em mà các xem. Hàng nội đi Nhật luôn nhá, mấy Isaban. Mã mô pin sóng, lưỡi gạt kêu đầy đủ. Gạt cứu đây, tốt nè. Lăng cước sáng đẹp. Tay quay đổi trái phải, có thể đổi được trái phải một chút tốt chẳng. Đây. Đấy. Quay còn mượt mà ra nhá. Đây. Ở đây thì các anh về bảo dưỡng lại giúp em nhá. Đây. Nó cứng hoàn này nè nhá. Một chiều chút chặn đầy đủ luôn. Các anh chỉ cần bảo dưỡng ở đó thôi, em còn không thể có thời gian nhiều. Đây, Shimano con Daiwa nhá, Daiwa. Và con này đặc biệt có khúc trợ lực cho các. Đấy. Nè, nguyên bản này con dầu mỡ luôn. Ok nhá. Chưa tháo luôn. Mã số 31 giá 450k. Mã 31 giá 450. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và một lượt đăng ký nhá. Chia sẻ giúp em ạ. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo xảy ra nhé. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại của Kim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0357 76692. Các anh báo mã và báo số video giúp em nhé. 393. Và anh nào quên thì các anh cứ áp Zalo số này giúp em và gửi hình qua nhé. Xin chào tạm biệt các anh.